đang đục cho ngoài để lên mạng xem là hết bao nhiêu tiền thì hỏi cái trường cho tôi đi luôn. Ví dụ đây trong hai hoặc trong sáu chẳng hạn thì lấy mẹ là 42 chục thì lấy đạt ra. Nhà nó có bán không? Bán chứ cái gì? Cứ tiền. Chứ cứ tiền là bán đúng không? Cứ tiền là bán. Cảm thấy rất là đúng. Ok là khoảng 300 mới lên mới hot, mới hot đấy. Con dài nằm lê. Chớ, nói vậy quá chết. Bắt chết. Nhưng mà nam lê là nó có người đục riêng, người vào đá riêng. Nó chỉ vẽ bông tay, nó phác thảo thôi. Chứ còn nó không thể một mình nó không thể hoàn thiện hết một cái tác phẩm được. Nó có đội nhóm của nó ấy. Mai kia trường về đào tạo trường thì ăn đục lên tầng nghề chắc tạo từ một cây. Ừ, nghe chưa? Ấy, dạ. Cho vừa đâu thuộc thực tập luôn. Ừ, cho lên vườn tao đấy 4-5-60 cây đây. Cái đang tao đang ấy đấy, đang bảo mai tôi đục đấy. Mai kia tôi đang cục cho em vào đấy. Ấy phải đục không đục ngày lại thích không? Nó làm không đấy thì hả? Nó không làm. Mày lười lắm, mày không bao giờ hộ tao được gì. Còn tí tỉ cái loại việc không được chơi đâu. Này 5 tháng nữa là mít. Này 2 năm nữa là mít. Không, nhưng mà mít là mít giấy thôi. Nhưng mà nó đẹp thì về 2 5 tháng sau đã nhìn nó đẹp. À, nó lên đá là nhìn nó thành hình rồi.